nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Ok, hiện tại thì tôi đang ở trong giao diện chính của trang web nick.vn, được thành lập bởi tập đoàn Quanplay và phát triển tích hợp hơn 30 thể loại về game. Quanplay là chủ 17 website về game như webnick.vn, dịchvụ.me. Website có hệ thống check thông tin tự động 100% nên là khi các bạn mua nick thì là 100% đúng nick và mật khẩu. Nick.vn tích hợp bán rất nhiều game của Garena như Liên Quân, Liên Minh, VTC có game đột kích, Tiemobi có game Ninja, Ngọc Rồng. Ngoài ra còn có game của Làng Lá và bán ạc game bản quyền như PUBG, GTA 5. Web có chức năng trả góp 0% đối với những nick có trị giá từ 200.000 trở lên. Nick.vn có một tính năng mà tôi thấy rất là hay, đó chính là bán nick random đột kích Liên Quân, Liên Minh chỉ với giá từ 12.000 cho đến 60.000 đồng. Và bạn có thể có một cơ hội sở hữu nick rất là ngon và cực kỳ khủng. Nick.vn đang hoàn thiện và sẽ cập nhật các game mới trong thời gian tới. Các bạn hãy nên nick.vn để mua nick chơi game nhé. Ok, và xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB Gaming đây. Thì anh em xem qua cái intro đó là có LTN, một YouTuber nổi tiếng gọi là khoảng 6 đến gần 6 triệu sub rồi. Thì anh em đã xem qua đó, dịchvụ.me và leak.vn, hai website bên mình, hai website bên một bên bán leak và một bên làm dịch vụ về game Ngọc Rồng, đảm bảo uy tín cho anh em đã có LTN báo lãnh. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là kẻ dùng thử dùng con đệ tử mới của mình, Thảo QT98 đi kéo doanh trại. Thì mình chưa bao giờ làm cái đẹp play của mình dùng đệ tử của mình mở skill Kame để đi kéo doanh trại cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video như thế. Thì ok, không lăng nhăng, khá nhiều anh em bảo mình làm như thế thì bây giờ mình sẽ vào doanh trại nha anh em. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ cho con đệ tử mình hóa thành bộ xương đã. Ok. Thì ngày mai là hết sự kiện rồi. Hôm nay là mùng 10 rồi, mai 11 là hết sự kiện Halloween rồi. Thì tiện thể hôm nay mình sẽ làm luôn cái video kéo đi. Đó, thì nhân cơ hội này mình sẽ làm luôn. Lần đầu tiên mình cho con đệ tử của mình kéo được cái doanh trại luôn. Ok. Ok, mình đã vô rồi anh em. Thì bây giờ mình sẽ cho đệ tử đánh nhanh em, thử kéo xem thế nào. Đây là cũng là lần đầu tiên mình mở ra đệ tử Kame và Thái Dương Hạ San, quá tuyệt vời luôn anh em. Thì bây giờ mình sẽ cho đệ tử đánh tấn công mẹ. Xem nào. Ô, sao quái đâu rồi? What? Cái gì đấy? À, cái ông kia dám vào. Rưỡi. Ok, thì cho thanh niên kia đi cùng không sao. Mình thử kéo một buổi xem nào. Thì mình chưa bao giờ thử con đệ tử Kame 7 của mình đi kéo doanh trại bao giờ. Quá là phiêu anh em. Thì mình đã úp đệ tử lên được khoảng bao nhiêu rồi nhỉ? Xem nào, từ từ. 3 tỷ 600 triệu rồi. Thì mình úp cũng bình thường thôi anh em. Không phải là cao thủ gì cả. Nhưng mà anh em nào có nhu cầu thì lên dịchvụ.me thuê úp đệ tử từ sơ sinh lên 149 nha anh em. Đấy, phê chưa? Lần đầu tiên mình được kéo đệ tử đi doanh trại và cho đệ tử đánh. Tuyệt vời luôn, mình chưa bao giờ. Mấy lần trước mình có làm video nhưng mà mình dùng nick của người khác chứ không phải của mình. Đây là lần đầu tiên mình dùng nick của mình đệ tử Kame, phê quá anh em ạ. Cuộc đời mình lên thăng hoa khi đệ tử mở Kame. Chơi game bao năm cuối cùng đệ tử ra Kame và 9 lần đổi đệ tử. Khá là hài hước. Thì đệ tử mình trưởng Kame 7 thì ra nó cũng khá là mạnh. Thì ở đây là mình đang đeo cho đệ tử cái găng 6 sao HP nha anh em, 30% HP. Quá là tuyệt vời luôn, găng lưỡng long thôi chứ không mình không có tiền găng xịn đâu. Găng 6 sao thôi mà. Găng cuối mà. Trời ơi nào. Trưởng thì nó bao nhiêu ca đây? Nó trưởng được khoảng 150k. Trưởng thường là 150k. Ở đây thì mình không biết đánh con này kiểu gì ta. Ok, mình sẽ cho con đây cho nó đánh chết thêm mấy con này đi đã. Đệ đâu rồi? Ủa, đệ đâu rồi? Trời. Đánh trung úy à? Thôi cho đệ tử đánh trung úy đi, mình sẽ đánh mấy con này. Bù lông, bù lon này. Bù lon, đây là bù lon chứ phải bù lông. Mình hay lộn xộn với con bù lông với con bù lon. Bù lon. Các thường hay đọc thành bù lồ đấy. Không sao đấy. Ok, từ. Phải đánh chết mấy con bù lon này trước anh em ạ. Thì mới giết được con trung úy. Mình quên mất là bot nó có thể giết chết mình được. Mình quên mất rồi, không sao. Thì không sao, đây là mình sẽ hóa khỉ. Mình sẽ qua map này anh em. Mình lâu không đi doanh trại, mình hơi ngu tí, không anh em thông cảm.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun left. Cuộc đời bị tắc thật đấy. Không không, bắn mau không mạnh thế. Bulon thì chắc bắn không chết mình đâu vì mình có không chết à? Trời, trắng skill rồi. Ây à, mẹ nó, mẹ. Thôi mình chơi, mình hy sinh vì tổ quốc mới được. Rồi rồi, đây mình sẽ bật khiên này. Cho đệ tử đánh cùng thì nó mới thế nào? Qua cái map này khó ghê. Méo chết anh em ạ. Vãi, 1 triệu HP nữa anh em ạ. À, chết mẹ rồi, tự sát rồi. Là 1 triệu HP nữa. Ăn cứt rồi. Méo qua được cái map này rồi. Mẹ, ăn cứt rồi. Khi bạn lâu không chơi game và bây giờ bạn quay lại đi lên trại, bạn như con bò đậu xanh. Làm sao để qua cái map này đây? Tốn quá anh em ạ. À, 1 triệu HP nữa thì bè mày bao giờ thằng súc vật này. Thằng súc vật này. Mất 7 phút rồi, từ đây mất 7 phút rồi vẫn chưa qua được cái map này. Số mình đen quá anh em ạ. Đệ tử mà trưởng ở đây thì toàn hụt, nó có hết lên HP đúng không nhỉ? Thôi để mình hợp thể lại thôi nào. Bông tai đâu rồi? Mày chết chưa? Mày chết chưa? Mày chết chưa? Mày chết chưa? 300 cấp HP luôn anh em ạ. Lâu không đi bây giờ ngu quá. Không sao, cố lên để mọi người tin mày. Anh em ạ, nó đấm thốn quá anh em ạ. À, 100k nữa thôi. Trời. Ơi, cuối cùng mình đã xong. Không ngờ là sau bao nhiêu ngày mình không chơi Ngọc Rồng mà bây giờ mình đã phải qua cái map này vất vả như vậy anh em ạ. Mình không thể tin nổi. Thế bây giờ mình sẽ tách cái tử ra và cho đệ tử đánh tiếp cho anh em. Lần đầu đi mà vất vả quá đấy. Ok, tự tấn công rồi, chắc không phải đấy đâu. Thế nên tuyệt vời luôn. Thì coi như là lần đầu mình đi không sao, đó là chuyện bình thường anh em ạ, không sao. Cố lên. Anh em ủng hộ mình là được rồi, đệ tử ủng hộ mình được rồi, quá ngon. Qua cái map này thật khó khăn. Cố lên nào, mình không biết mình có thể win được cái trang trại này không, vì nó đi mất 30 phút và mình đã mất tận 9 phút để đến tận map lại đến đây rồi. Qua con đầu tiên là trung úy trắng, ở con trung úy. Con úy trung úy trắng đúng không nhỉ? Đúng rồi. Over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life. Ok, Huy. Đi tiếp ạ. 10 phút đã trôi qua. Sắp đến boss tiếp theo rồi anh em ơi, sắp đến boss tiếp theo rồi, tuyệt vời đi. Cố lên nào. Mong sao là sẽ qua được con mấy con boss này.
Vàng nhiều quá cũng phí. Ngày xưa nhớ ngày xưa mà nhặt vàng, ôi thôi rồi, chỉ có thích nhặt vàng mới là nhặt nhặt vàng thôi. Nghĩa là ai người đánh anh được nhặt vàng thôi, còn đâu những anh em đi theo cái tiềm năng thì không được nhận vàng. Thỉnh thoảng thì mình gọi là có là rích rích thì mình sẽ cho anh em nhặt vàng kiểu thế. Như bây giờ vàng giờ nó cũng một phần là rẻ rồi, mới cả một phần là nó cũng không được như xưa, nên ra là nó không còn gọi là như xưa nữa. À, đã bóp sắp ra chưa? Mình nhớ lại là bóp nó ra mà. Nó chưa thấy nó ra nhỉ? Ở đây rồi. Đấy, đấy nó choáng em ạ, may mình dùng khiên kịp. Thì con bot này nó choáng hơi bá đạo tí. Con này là con gì nhỉ? Ây à, nó choáng lâu vậy. Con trùng mình xanh lơ, đúng rồi. Con chết chết tiệt này. Chắc mình phải biến khỉ rồi anh em ạ. Mình không biến khỉ, chắc mình không giết nó đâu. Mình sẽ biến khỉ thịt con này nha anh em. Ây à, nó choáng nhiều quá anh em ạ, nó choáng liên tục. Con này không biết bao nhiêu triệu máu. Rồi trời, hết khiên rồi, ok. Để play đã hết khiên. Mình không biết là bao nhiêu triệu máu luôn, nó toàn bị lỗi chỉ số rồi anh em ạ. Mình không biết tại sao lại lỗi chỉ số được. Game là hư cấu. Lần nào đi cũng thấy luôn lỗi chỉ số, là không bao giờ là hiện chỉ số đầy đủ. Rồi ok, đã ra rơi một bảng đồ và cả một viên mấy sao đây. Thế tớ hồi sinh như nào? Bây giờ mình chờ đệ tử hồi sinh thôi. Ok, tiếp tục là hành trình nha con. Còn khoảng 17 phút nữa thì mình chắc là một lúc nữa mình đã xong rồi. Mình đi đến đây là mình nhanh lắm, đi đến đây là mình nhanh lắm rồi đấy. Tí nữa đến mấy map kia thì đệ tử ơ tôi ra đây. Trưởng đi, đấm thì lâu lắm. Trưởng nó mới khỏe anh em ạ, Kame nó mới khỏe. À, thì như anh em nói là Kame 7 thì bằng Masenko 1. Thì tại sao lý do là mình luôn đổi, luôn luôn phải đổi đệ tử khi mình mở skill cồi, mình phải đổi để làm sao để có Kame 7 và úp đệ tử nó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chứ mà để Masenko 7 thì nó cũng như là ấy, cũng như là Kame 1 đấy, anh em hiểu không? Nó yếu xỉu ấy. Thật ra thì mình không nói là Masenko thật ra là phế vật, nhưng mà mình cũng thấy khá nhiều anh em đệ tử Masenko bá đạo chứ không phải là ấy đâu. Nhưng mà chẳng qua là mình không thích, mình chưa bao giờ được trải nghiệm Kame, nên ra mình nhất quyết là mình phải đổi bằng được để cho đệ tử Kame, và lần này là được. Tuyệt vời luôn, sau bao nhiêu năm cố gắng và bao nhiêu lần cố gắng. Nhiều lần mình lả mình cũng không muốn úp cơ, nhưng mà ở đây đến đoạn này thì mình đến đoạn này như chỉ cần việc chỉ việc bay lên cho đệ tử đó trưởng hay sao nhỉ anh em này. Đúng rồi, con này chỉ cần bay lên thôi, nhưng mà mình đang biến hình thành khỉ nên ra nó bay nó hơi loạn tí anh em ạ, nó đi hơi nhanh quá. Đến đoạn này mình chỉ cần việc bay lên cho đệ tử nó dùng trưởng thôi, có lẽ là vậy. Đây đấy, đánh đi. Mình không phải mất sức gì cả, đệ tử ở đây nó sẽ tự trưởng. Trung úy này, con này thì nó chỉ đấm những ai ở dưới đất thôi, còn bay thì nó không đấm được. Đệ tử mình đấm yếu quá nhỉ. Con này trâu quá anh em, không biết là bao nhiêu KHP. Rồi chết rồi. À, Jin một biên 4 sao nhá, tuyệt vời luôn nhá anh em. Ngon chim luôn, đấy. Tuyệt vời. Lâu lắm ta mới có trải nghiệm cảm giác đi đi như này. Ok, mình sẽ lên tầng 2, sắp xong rồi, cố lên nào. Trưởng đi. Ô, trưởng cơ mà. Kể ra mà đi cho đệ tử kéo này cũng vui anh em ạ, không có gì bằng nữa. Tuyệt vời luôn. Thảo Cute 98. Người ta gọi đi vào huyền thoại rồi anh em ạ. Đỉnh cao luôn. Chống đi, đấm nó đi. Ok, bây giờ mình sẽ đấm con này. Đấm nó có bao nhiêu cam máu này. Mình chả biết là thủ thuật ngày xưa mình dùng thuật kiểu gì để cho con này nó biến ra nhỉ. À, xuống cuối map à. Hình như là vậy, mình chả nhớ nữa, ok đi. Đây, xuống đây là một lúc đó nó tàn hình, à, còn bao nhiêu KHP nữa là nó gì nhỉ. Nó là gì ta, không biết gọi là gì ta. Nó gọi là nó phân thân, đúng rồi, nó phân thân. Liên gia thường xuyên là phân thân. Mẹ đấm trâu quá anh em ạ. Rồi bật khiên đi, không chết toi ấy. Cái tử mà mình ngỏm rồi, ngỏm củ tỏi thôi. Ngỏm củ tỏi. Để ơi sao lại bỏ sư phụ mà ai.
không biết là bao nhiêu là nó sẽ phân thân ra nhỉ, mình không biết là HP nó toàn bị lỗi anh em ạ. Trước mình nhớ đấm một thời một lúc rồi mới lên nó mới phân thân ra, là để không biết là phân thân rồi. Phân thân đấy. Trời ơi. Thôi. Đừng đừng, thôi kẹt rồi, đỡ rồi. Mẹ. Đấm nó thôi nhỉ, chỉ đấm nó thôi sao? Ok, mình sẽ đấm nó thôi. Cho tự động đấm đi. Ok, đi tự trưởng đi. Nó vẫn chưa chịu phân thân anh em ạ. Nó lì quá. À, hơn 1 triệu HP nữa. Mình không biết bao nhiêu xuống nó mới phân thân đây. Trời, con này nó lì ghê nhỉ. Hay là mình yếu quá, hay là do mình cùi quá nên là nó không phân thân. Chắc do mình cùi quá anh em ạ. Chứ không phải là do nó không chịu phân thân đâu. Mình yếu quá, mình đấm mãi nó không xuống HP ấy. HP là vẫn nguyên đấy. Cố lên nào. Mình không biết là bao nhiêu HP ở đây rồi, nó phân thân rồi anh em ơi. Nó phân thân rồi này. Đừng 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 đấm đi tử à. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi đập mấy con này thôi. Đập mấy con linh tinh rồi này. Chết đệ tử rồi. Đệ tử chứ gì đã chết rồi. Mình đập chết mấy con linh tinh này đã. Nó phân thân nhiều quá, mình không biết nó phân thân nhiều con. Cái tạo năng lượng cá không tí nữa nó mà hết kia là mình chết toi đấy. Thật ra ngọc thì ra mình đang có ngọc, nhưng mà ngọc mình đang có 25 ngọc cơ, đủ để hồi sinh, nhưng mà sao thì vẫn phải con nào con cuối cùng đây. Hình như là mày rồi đấy, ta thấy mày rồi đấy con nợ này. Rồi, chết luôn rồi. Mình chẳng nhẽ không giết được con này. Chẳng nhẽ tao không giết được mày. Chẳng nhẽ tao không giết được mày. Trời. Linh dạ áo tím à. Anh em nào có xem Dragon Ball thì chắc nó biết được cái vụ thằng Linh dạ áo tím bị thông đít không. Nó bị cái gì thông đít nhỉ? Quên rồi, mình quên rồi. Nó bị con gì thông đít nhỉ? Chết chưa, cố lên nào. Còn tầng 4 mình không biết mình có quay được tầng 4 không nữa. Mình chưa thử đi tầng 4, win tầng 4 bằng điện tử bao giờ. Mình sợ mình không qua lên cũng lên đấy. Bây giờ mình giết cái điện tử của tao rồi, con lợn này. Ok, mình sẽ biến hình giết nó nhá. Nó câu giờ của mình quá anh em ạ. Mình còn 11 phút nữa thôi. Ơ sao toàn hụt này. Trời. Có lẽ như mình đấm, mình biến khiển lên đấm là bị hụt hay sao anh em ạ. Lỗi rồi sao ấy. Chết mẹ rồi, mình ngu mình biến khỉ rồi. Xong rồi ăn cứt rồi. Lỗi rồi. À đây rồi. Tuyệt vời, một viên 4 sao nữa. Trời đâu, mãi mới được. Ok, mình sẽ chờ con đệ tử của mình hồi sinh và mình sẽ lên tầng tiếp theo. Thì mình không biết khi mình lên tầng tiếp theo mình có ăn được không hay đây. Mình không biết là lên lên rồi hợp thể hay sao nhỉ? Hay lên luôn nhỉ? Cứ thử lên đi, mà thua mà win thì win, không sao cả. À đây là mình sẽ từ từ mình chờ cái khiên hồi đã. Sau cái khiên hồi xong mình sẽ lên tầng. Nếu mà win được thì ngon, không sao. Còn khoảng 10 phút nữa cơ mà. Mình quay được 20 phút rồi đấy, cũng khá là dài. Và mình sợ bộ nhớ dung lượng của máy mình nó không đủ độ yêu cầu để tải dung lượng. Mình quay rồi, mình chờ một tí nữa thôi. Em chờ mình một tẹo. Không biết có phải đúng không, bật khiên lên xong lên tầng này. Đúng không? Ok. Rồi chắc là mình xin dừng lại clip ở đây thôi. Mình không qua được chỗ này rồi. Thì ok, cảm ơn anh em đã xem và nếu thấy video hay để lại cho mình like, một subscribe và cũng như là ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình nhé. Ok, video trải nghiệm dẫn đệ tử đi
Doanh trại đến đây là kết thúc và bye bye, hẹn gặp anh cho những clip tiếp theo. Bye bye và hẹn lại. Máy đã full dung lượng rồi, một lúc là nó sẽ mất kết nối thôi. Ok anh em, chắc mình không quay ở chỗ này rồi. Thì mình ra đây mình ngắm thử con này con gì ta. Chưa kịp ngắm chết rồi. Thôi ok, bye bye anh em nhá.